thì cái thằng mà két ấy, các ấy, trong tiếng Anh ấy, thì bắt buộc nhớ nhá, phải bắt buộc là mình phải học nói. Học nói nó chiếm 4 điểm mà. Đấy, bây giờ mày tưởng tượng là nếu như mà học nói mày học khoảng được 2 điểm thôi, 2 điểm nha, mà đa số là con số điểm mình cần để qua ấy, là trung bình là khoảng 4 điểm mà mình có 2 điểm rồi. Thì cái phần đọc ấy chắc chắn nó sẽ ra ở trong LLB. Có ít nhất là một bài nó sẽ ra đấy, mày cộng vào thì mày sẽ qua, nên là phải ôn chắc nhất vẫn là cái phần thằng các này. Còn học đọc ấy, đôi lúc nó đôi lúc có nhiều bài nó cũng dễ, có nhiều bài nó cũng hơi khó thật, cho nên là cứ ôn phần các này. Thì phần các này thì sẽ học như nào? Đầu tiên mình bắt buộc mình phải học thuộc rồi, thuộc rồi đúng không? Thuộc á, Ừ. tao tao phải vừa nhìn vừa đọc vậy. Vừa nhìn vừa đọc và không được mình phải thuộc, mà thuộc để thuộc thì như nào? Một là từ mày nói, tức là từ mày nói và mày thuộc cái này. Hai là mày phải gọi cho người khác mày nói cùng thì thuộc đấy. Thì đầu tiên này là phải thuộc, thứ hai là mày phải nói kiểu tê tây tí, rồi phải cho dù mình đọc không kiểu ngơ ngơ, mình cũng phải kiểu ví dụ như tao đọc bình thường vẫn kiểu vậy. À, luyến lái một tí này. Hello, can I ask you some question about Susan Grafati? Đấy, nói liền mạch như thế. Thì thầy cô để đánh giá cao hơn về phần nói của mình là chắc. Đấy, thứ hai là, thứ nhất là thuộc, thứ hai là giọng điệu mình phải chắc. Như thế điểm điểm trung bình của mình ấy là được khoảng tầm 7 hoặc là 7,5 rồi. Đấy, và cái thằng mày kết hợp với cả cái thằng mà điểm đầu tiên ấy, cái điểm mà từ vựng ngữ pháp ấy, cái đấy là mẹ chỉ cần ôn thôi, tại vì cái đấy nó chỉ ôn ngắn mà, mình phải nói chung mình phải chịu khó mình ôn thì là ít nhất mày cũng phải được 9 điểm đấy. Nếu như mà có ôn này thì hai con điểm đấy là phải chắc chắn là được 9 với cả 7,5 về cái phần nói. Nhưng mà được điểm như vậy thì điểm giữa kỳ ấy, mày chỉ khoảng được, mình chỉ cần được khoảng 4 hay là 5 thôi, là mình chỉ cần đi thi, mình chỉ cần 2 hay 3 điểm là mày sẽ qua. Mà đi thi ấy thì mấy cái mày học này, cái các này này mày học rồi đấy, thì chắc chắn cái thi cuối kỳ mày cũng chỉ cần ôn sơ qua đấy. Thấy nhanh không? Với cả cái thằng từ vựng ấy, từ vựng thì nó chỉ ra được 3 4 bài đầu đúng không, mấy bài sau mày không cần học đâu, mày học 3 4 bài đầu để mình để mày được 9 điểm cái bài đầu tiên, được chưa? Đấy, mày được 9 điểm cái bài đầu tiên thì cái lúc ấy đi thi cuối kỳ mày cũng được một ít phần điểm của mấy cái bài đầu tiên về từ vựng đấy. Với cả phần nói thì mày được qua, thì đấy là thì đấy là cái cách mà tao ấy thôi. Còn quan trọng là cái cách mày học, còn về cái này mày nó cũng không hiểu đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ đọc đọc kiểu là nhìn vào đấy nha. Đâu, bây giờ đọc đề có hiểu không? Cũng hiểu sơ sơ Hiểu sơ sơ. hiểu Ừ, được, hiểu sơ sơ là được. Bây giờ chỉ cần học nhất thuộc. tức Thế nha, học thuộc là ta sẽ chỉ này. Đầu tiên này, tưởng tượng là có hai người nói, được chưa? Location tức là cái địa điểm. Ai người nói Rồi, đấy thì người ta sẽ hỏi là địa điểm là ở đâu, rồi thời gian là như nào, thức ăn, nước uống là như nào, lễ hội, nhạc gì đấy. Nói chung tao tao cũng không biết gì từ vựng đâu. Nói chung là tao thuộc cái này. Để nhìn vào cái nào này. Để đọc trên này. Hello, can I ask you some question about Susan class party? Tức là xin chào, tôi có hỏi một vài câu hỏi về cái bữa tiệc này không? Đấy. Thì người kia sẽ hỏi là đầu tiên đấy là gọi là mở bài nhá, tức là ví dụ có một cái vấn đề gì đấy thì mình sẽ hỏi là can I ask Can I you, đúng rồi, đấy, can I ask you some question, là tôi có thể, explain? là tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi về về cái này được không? Mai không cần là thuộc, mai thuộc cái này đâu, mai mai không cần thuộc cái này, mày không cần hiểu là cái là Susan Class Party là gì, mà chỉ hiểu là tôi có mày cái một vài câu hỏi không, hiểu thế thôi. Đấy là cái cách học tiếng Anh, tức là mình không cần thuộc nhiều từ vựng đâu, mình thuộc cái ý chính là được rồi, hiểu không? Kể cả phần đọc ấy, sao ấy, hôm sau mà nếu làm bài đọc trên IELTS ấy, thì tao ra chỉ mày cách cách học
cách làm bài đọc nó cũng tương tự, cách học của tao là đơn giản lắm, nó chỉ cho dù mình không biết từ vựng hay nữa nhưng mà mình tập trung vào cái nào mình phải thôi, ví dụ như là tập trung vào từ chính rồi, từ mới kể không cần học đâu, mệt người. Bây giờ thử đọc nha, bây giờ thử đọc. Bây giờ mình muốn đọc chuẩn này thì mình sẽ tra phiên âm này, copy cái này qua cái link của tao này, hiển thị phiên âm cái này bắt buộc mình phải học hết này. Đầu tiên này, hello, can I ask you some question about Susan's class party? Said, of course. What food and drink are they going to have? Say a routine. Thôi bây giờ mày muốn đọc theo kiểu đúng hay là đọc theo kiểu bình thường không? Nhưng mà đúng rồi. Dễ nghe à, được. Ừ. Đây, anh nha, tao sẽ đọc kiểu bình thường à. Bây giờ tao đọc mày trả lời. Cứ đọc qua đọc lại, lúc nào quen thì thôi. Bây giờ là cứ đọc qua đọc lại lúc nào quen nha. Rồi tối mày sẽ tự học thuộc. Tự thuộc nha. Yeah. Hello, can I ask you some questions about Susan's class party? Đọc đọc bình thường vậy thôi. Đấy, đọc trôi chảy là được. Đọc đi, đến lần máy. Yes, of course. Không, đọc được khác. Yes, of course. Yes, of course. Đọc to lên, đọc kiểu gì nhỉ? Gọi là trôi chảy lên. Mày cũng nghe thấy à? Đó. Yes, of course. Nó có đọc kiểu mà nó cứng quá, đọc tự nhiên thôi. Yes. There, of course. What food and drink are they going to have? They are going to have a pizza, fish and chip cook. Đọc đừng có kiểu như thế, thầy cô sẽ kiểu là nghĩ là mình đọc như kiểu mấy cái đứa cấp 1 ấy. Mình phải đọc kiểu lên xuống. Không cần là hay quá đâu, giống như đâu, nhưng mà mình phải đọc kiểu như nào này. Kiểu là đừng có ngắt này, đọc như này. Say are going to. Đấy, đọc kiểu bình thường này đúng không? Mày đọc cho thế nào? Đọc liền luôn, gọi là liền luôn. They are going to have a pizza, fit and... Đúng. Đọc cái kiểu đấy, nhưng mà có nhiều từ mình đọc sai, mình phải sửa nhá. Ví dụ cái từ đơn giản là từ have, không được đọc là have. Không được đọc là have nhá, phải đọc là have. Have. Yeah. Đây này. Have. Have. Nghe lạ đấy. Là going to have. Mày đọc của have cũng được. Cái cuối đây là phiên âm của từ have là đây này. Has. Cái âm v. Cái âm v là cắn răng vào cái môi dưới. Sau đấy thổi hơi ra, rung cái cổ. Have. Đó là đọc cái từ have ấy, đọc chuẩn ấy là have. Không không mày have. Bây giờ không có đọc đâu, cứ đọc have đi. Have. Thôi nào, have. Đúng, đọc have nha. Đấy, cứ đọc kiểu như have. Đấy, đọc này, đọc they are going to have. Thế này, nghe đọc nha. They are going to have pizza. Đúng rồi, going to have pizza. Mày có thể cái từ pizza, mày có thể nhấn nhá thôi. They are going to have pizza, fish and chip, cola. And chip, cola. Cola. What brand is going to perform at the party? MTV. Đúng không? MTV đúng không? MTV. MTV. Brand is going to... Brand is going to... Đúng không? Ừ. Perform at the party. Cái từ er đấy đọc là bằng cái từ er, perform không là perform. Perform. What are they going to wear? Gonna going to cái từ đấy gì nhỉ? Dress.
Rest. 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 And boys. Yeah. And boys. Rest. Rest and boy are going to wear soon. Soon. Sweet. 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 Nói chung là để mà đọc được ấy thì có những cái từ mà mình không biết đọc đúng không? À. Có những cái từ mà mình không biết đọc ấy thì kiểu là mình tiếp xúc những cái từ dễ trước, tiếp xúc với những cái từ dễ trước, sau đấy mình sẽ kiểu đôi lúc mình không biết đọc thì mình tự luận ra như kiểu đọc tiếng Việt thôi. Ví dụ cái từ đây này, es thì gọi là đọc s đi, thì đọc là the rest đấy, hiểu không? Cái từ sờ à. Đôi lúc thì mình nói là suy suy đấy. Cái từ cái the rest. Cái từ này nhá, bây giờ tao không biết đọc như nào, tao sẽ đọc là đọc sai cũng được. Decorate, tại vì tao khi mà đọc nhiều tiếng Anh ấy thì cái từ a tới e này sẽ bình thường thì nó sẽ đọc là từ ed, sẽ đọc thành ed. Thì đây là red đấy, đây là red đọc theo tiếng Việt nhá. Đây gọi là decorate, 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 decorate. Đấy là mình đọc sai đấy. Đây là mà nói chung là mình đọc sai cũng được, nhưng mà mình phải kiểu là phải tê tay để thầy cô đánh giá tí, được chưa? Còn đôi lúc vậy cái từ mày không biết đọc mày cứ chém mười nó cũng sai cũng được, nhưng mà phải kiểu là phải nói được, hiểu không? Phải tây tây ạ. Không cần tây cũng được nhưng mà phải đọc nó trôi dạng tí. Lại đoạn từ đầu đi. Có mà kiểu là tại mày là ví dụ mày đọc như này thì thầy cô sẽ biết là mày mày nói cũng được. Ví dụ là MTV band đấy cứ đấy is going to đấy đến từ perform không biết là is going to perform đấy cứ đọc kiểu kiểu đấy là đọc đôi lúc ấy cái từ không biết thì mình cứ chém người ấy nhá. Perform at the party. Lại đi. Lại từ đầu nhá. Lại từ đầu tao sửa một thể luôn. Hello, can I ask some question about Susan Salad parties? Đọc lúc nào nhanh được không? Ok. Cho dù sai cũng được, đọc nhanh được như thế ok. Đọc set of curve. Rồi, ok. Set of curve. Ok. What food and what food are they going to have? Ok. They are going to have pizza, fish and chip, cola. What band is going to perform at the party? MTV band is going to perform at the party. What are they going to wear? Girls are going to dress and boys are going to wear unis. How are they going to decorate the party? They are going to decorate with foam and photo of glass. Thanks. Not an S. I know it's my turn. Rồi. Nhưng mà chú ý này là những cái từ có S hay là ES đằng sau ấy, thì thêm cái từ sờ sau. Ví dụ cái từ girls hay là boys yes. hay là the rest. Đấy. Với cả là những cái từ mà ví dụ là photos. Đấy, photos, photo, không đọc là photo, không phải đọc nhiều cái từ mà nhiều cái từ đọc hơi là giống tiếng Việt ấy, là photos. Đây này, photos. Okay. Đây là tao chưa đọc, tao cũng chưa đọc chuẩn đâu, đây là chỉ kiểu cách để mình thấy thôi. Còn nếu mà đọc chuẩn photos. Photos. And glass. Đấy, cái có chữ S đằng sau xì xì một cái là nó tê tay được chưa? Đọc lại nhá, đọc lại một lần nữa xem được. Bây giờ mày hỏi đi, đến tao trả lời. Hello, can I ask you some question about Susan Glass Party? Yes, of course. What food and drink are they going to have? They are going to have pizza, fish and cheap cola. What band is going to What band going to perform at the party? MTV bands is going to perform at the party. What are they going to wear?
Girls are going to rest and boys are going to wear suit. How are they going to decorate the party? They are going to decorate with flowers and photos of class. Thanks. Not at all. Now it's my turn. Ok, cái câu đầu của mẹ nó rất là tốt, nó nhanh. Nhưng mà mấy câu sau nó hơi kiểu nó hơi bị nó bị ngắt này. Đọc nhanh này, mình xem tao đọc rồi. Tao đọc sai nhưng mà nói chung là đọc nhanh kiểu nó hơi đấy. Ví dụ là hello can I like lên. Thế là tao nói tốc độ nhanh cực này. Hello can I ask you some questions about Susan Clark Party? Là mình nhìn lướt qua mình có thể đọc được rồi. Và đôi lúc mà mình không muốn nhanh quá ấy, thì mày có thể đọc ngắt nhưng mà đọc kiểu ngắt đúng là ví dụ girls đấy girls dừng này girls are going to rest and boys đấy đọc chậm nha girls are going to rest and boys are going to wear suit Ừ, cũng tức là mình sẽ kéo cái hơi từ cái hơi dừng đấy, mình kéo qua cái từ mới. Tức là nếu tức là cái giai đoạn mà mình kéo ấy, mình phải tưởng tượng được cái từ sau mình đọc là gì rồi. Ví dụ tao nhìn nha. Girls are going to dress. Dress đang dừng nha. Dress and đấy, đến từ can. Đấy mình biết đọc từ can. Dress and boys. Mình nhìn từ are going to dress suit. With suit. Suit. Nói chung phải luyện nhớ là được ấy. Nói chung như thế cũng ok. Đọc lại một lần nữa này. Hello, can I ask you some question about Susan Clark Party? Set of Yes, of course. Set of course. What food and drink are they going to have? They are going to have pizza, fish and chips. What band is going to perform at the party? MTV band is going to appear. MTV band is going to perform at the party. What are they going to wear? Girls are going to red and guns. And boy are going to wear suit. How are they going to be decorate the party? They are going to be with flow and top glass. Ông phải nhớ là không được đọc được. They are going to be red. Không được đọc như thế nào. Hay kiểu bình thường ấy, bình thường kiểu đọc tự do cảm giác nó bị bon mồm sao giờ cứ kiểu gì ngượng đọc kiểu đấy ấy. Đọc kiểu ấy thì thầy cô sẽ đánh giá là mình đọc theo cái kiểu cấp 2. Đọc kiểu they are going to have a pizza, fish and chip color. Đấy đọc kiểu nó nhàm chán lắm, đọc không biết là như nào nhỉ? Hello nào nhỉ? Ý là hiểu mày đang bảo là cái cách của mày thì nó không sai, nhưng mà ý là cái cách đấy đọc chỉ dành cho bọn cấp 2, các thầy cô nghe rất là chán và mày cần phải thay đổi đi. Nhưng mà ý ta đang bảo là ý là cũng ta sẽ biết là sẽ thay đổi, nhưng mà kiểu nó chưa quen hẳn đấy, sao mà kiểu vừa nghĩ là mình phải đọc theo cái cấu trúc này xong lại nghĩ lại quên cái từ đằng sau, thế là xong lại thấy không được bon mồm ấy. Thế thì phải thả lỏng ra. Kiểu giáo sư ấy nhỉ. Hello, can I ask you some question about Susan Clark's party? Set of course. Đây.
Hello mọi người, chào mọi người. Mọi người có môn gì cần hỏi về ngành kỹ thuật máy tính trường đại học Hà Nội thì inbox mình nha. Mình giúp được gì thì sẽ giúp. Hello, can I ask you some question about social glass party? Says the course. What food and drink are they going to have? They are going to have pizza, fish, and chips, cola. What else is going to perform at a party? MTV fans is going to perform at the party. What are they going to wear? Girls are going to dress and boys are going to wear suit. How are they going to decorate party? They are going to decorate with flowers and photos of glass. Thanks. No, at all. Now it's my turn. Thì anh của mình còn đang học thôi nha, nó cũng đang còn kém. Đây là mình chỉ nói những cái cách mà mình qua môn tiếng Anh ở trường mình thôi. Mọi người cũng phải cố gắng học tiếng Anh để sau này mình có thể ra trường mình có thể tìm kiếm được nhiều cái việc làm này. Gì á? Nãy giờ mình tự nói một mình à? Nãy giờ tao là chờ tí mà. Nãy giờ đang quá. Bây giờ đọc phải nha. Nói chung đúng rồi, từ đầu nó không quen được đâu. Để mà đổi nó phải tập từ từ. Đấy, tập từ từ. Mày phải đôi lúc mày cũng phải tự đọc thôi, không phải là đọc với chung đâu. Chung thì cũng đấy. Thế là có mấy từ cần sửa này, ví dụ yes là phải có chữ s đằng sau nha. Yes. Of course. Yes, of course. Set of course. Of course. Nói chung là cái từ của mày nó hơi nó hơi kiểu âm s ấy. Hơi Việt hóa đúng không? Ừ. They are going. Ví dụ mày không được đọc từ cái từ mà they are going to là đọc liền luôn. They are going to lại dừng đấy. Tức là đôi lúc mày phải ghép từng cái câu ấy, từng cái câu là nó là một cấu trúc thành một cái. Coi như nó là một từ, ví dụ they are going to xem như là một từ nhá, đọc liền luôn nhá. They are going to dừng. Đấy, they are going to have pizza, fish and chip, cola. Đọc sự xem nào. Đúng rồi. Đọc phải nhanh như thế nhá, còn mày đừng có nào là they are, nó sẽ nghe rõ là đang đọc cái they are going to. Đúng rồi, đấy, kiểu đấy. They are going to, nhưng mà đọc không hay đâu, nhưng mẹ đọc nhanh như vậy. They are going to have pizza. They are going to have pizza. Ừ, không như thế hơi nặng tí, hơi ngược ngược tí. Nhưng mà cái từ they are going to được đấy. Đọc nha, bây giờ đọc lại, mẹ thử hỏi đọc nhanh như là đọc nhanh hết cỡ xem nào. Đọc nhanh thế, đôi lúc mày sẽ bị ngắt, bởi vì có những cái từ không, từ cái mà mình đang ở cái tốc độ nhanh mà đọc một cái từ không đọc được thì nó sẽ bị ngắt, cho nên là nó lại trở về cái lúc mà mình đọc bình thường, đúng không? They are going to have pizza, fish and chips. Thêm từ add vào nữa. They are going to have pizza, fish and chips. Đọc lại nào. Đầu tiên là khoan để tao nói. They are going to have pizza. Là đấy nhá. Cái lúc mà mày học thuộc xong cái này thì mày phải nhìn lên đây. Mày phải nhìn lên đây để như nào, để mình tìm cái dữ liệu này, mình áp dụng một cái đoạn văn này xem nó giống ở chỗ nào. Ví dụ what food and drink are they going to have, tức là food and drink đấy, là ở đây đúng không?
thì cái thằng này chưa có thì sẽ hỏi, và thằng bên dưới thằng đấy sẽ là lời là pizza thì fish and chip cola. Thì đôi lúc đi thi thầy cô sẽ thay đổi cái dữ liệu trong này đúng không, nhưng mà mình hiện tại mình đang học thuộc cái thằng thằng đoạn văn này rồi thì mình phải biết đường đấy mà để mình đổi cái dữ liệu, tức là mình học thuộc đầu tiên mình học thuộc cái thằng này này, sau đấy mình sẽ nhìn lên đây đấy, mình đổi chiều cái dữ liệu ở dưới, sau đấy mình học thuộc rồi đúng không, thì mình chỉ không nhìn cái này nữa, mình nhìn cái bảng này, mình tự đặt câu hỏi, mình tự trả lời, đúng không? Rồi, ok, đọc này. Hello, can I ask you some questions about student class party? Set a cool. Set a cost. Cost. Set a cost. What food and drink are they going to have? They are going to have pizza, fish and chip cola. What bands are going to perform at the party? MTV band is going to perform at the party. What are they going to wear? Girls are going to dress. Girls, and add. Girls are going to dress, and boys are going to wear suit. How are they going to decorate the party? They are going to decorate with flowers and photo glass. Ở dưới này còn các bên à đâu đoạn dưới tao hỏi xem nào. Where are they going to call the party? Ở cái đoạn này cũng dài, cái đoạn đấy. Đấy là phần ý là phần cáp bê, phần trước là mày hỏi tao, bây giờ đến lượt tao hỏi mày. Đây là tiếng Anh điểm từ mấy đây? Tiếng Anh điểm từ 2. Điểm từ 2 á? Tiếng Anh điểm từ 2. Tiếng Anh điểm từ 2 đấy, sáng. Nó khác với cái hôm hồi trước mình học à? Khác. Giáo trình khác rồi. Giáo trình khác à? Cái cát nó cũng dài hơn đúng không? Ừ. Có mấy cát cả. Đây tao gửi cho mày một cát. Tao gửi cho mày một cát nữa. Cát này thì ngắn hơn này. Kênh của tao được 55 người đăng ký rồi. Kênh gì? YouTube á? Ừ. Chưa kiếm tiền được. Cái video cấu trúc dữ liệu này lên xu hướng rồi, nhiều người xem hết đấy, 400 lượt xem rồi. Thôi okay, lần đầu 400 á? Ừ. Cái này bây giờ tra một phát là nó lên đầu luôn đấy. Bây giờ mà tra cái đề thi cấu trúc dữ liệu này, nó ra đầu đầu tiên luôn. À mà mày làm sao để đăng một cái video đấy lên đấy? Có chế độ riêng tư không? Tại vì nó có nhiều cái video kiểu tao kiểu nó bị chật dung lượng quá, tao định đẩy lên thay. Bình thường tao đẩy lên device ấy, nhưng mà device kiểu nó chật rồi, chật dung lượng rồi. Bây giờ tao muốn đẩy lên. Để đẩy lên YouTube này. Không để không để riêng tư. Hoặc đây là tao để công khai này thì nó hiện ở đây. Đấy là mấy cái video này để lên đây lưu và lưu luôn, người ta xem thì xem. Ở đây tao gửi cho mày sau lâu ấy nhỉ? Chắc Zalo đi. Bây giờ này tao bài cho mày nhá. Ok. Này. Bây giờ mày phải lên cái kế hoạch làm như nào đi. Đây viết cái mục tiêu này là nói cả. Nói.
tiêu của mình là phải đạt bài kiểm tra nói rồi tiếng Anh 5 tuần này. Mày nghĩ mày được bao nhiêu điểm? Tao cho là tầm cũng không dám chắc nữa, nhưng mà cố trên 5 thôi. Ừ, được. Cố trên 5 không? Bây giờ tôi là 6 vẫn là 6,5 nhá. Ừ. 6,5 nhá. Đây là đang 6,5. Thì đôi lúc nó có sự chênh lệch, tức là cô sẽ cộng điểm cho mình trong cái quá trình mình học ấy, mình giơ tay nhớ nhớ là tiếng Anh là mình phải giơ tay nhiều ghi này, nhớ này, tiếng Anh mình phải giơ tay nhiều nhiều hết, cho dù mình không biết mình cứ giơ tay thì tiếng Anh phải giơ tay nhiều. Thầy cô ấy, cái điểm nói này cộng điểm cực nhiều, đôi lúc cộng 1 điểm ấy, đúng không? Tao học 4 tiếng Anh rồi thì cái điểm nói này được cậu thầy cô cộng nhiều lắm, mà tao chỉ quan trọng cái thằng nói này thôi, hiểu không? Thằng nói này nó quan trọng thôi. Đấy, tiếng Anh thì giơ tay nhiều. Bây giờ mình đặt mục tiêu như này đúng không? Mà hôm nay là thứ 2 đúng không? Hôm nay thứ 2 nhá, thì còn 3, 4, 5 là cho còn 3 ngày, tức là còn 3 ngày nữa mình phải viết ra cụ thể là mình còn 3 ngày nữa để mình ôn tiếng Anh đúng không? 3 ngày để ôn tiếng Anh thì mình thấy dành mỗi ngày mình khoảng, nếu mà bận quá ấy, mình lại bây giờ mình cần nghĩ là mình có bận gì không? Bận được gì? Để mình kiểu mình phải ưu tiên cái thằng nào trước cái thằng nào sau, hay là tao chia sẻ mấy cái mà học được ấy, hiểu không? Đấy, nếu mày áp dụng thấy được thì mình cười thôi. Đấy, đây là bẩn gì không, được chưa? 3 ngày nữa mình ôn thi tiếng Anh thì mình bẩn gì không, mình có làm được nhà gì không, mình có phải đọc cái môn nào quan trọng hơn không, mình có phải nói chung là cứ liệt kê hết các công việc mà mình cảm thấy là mình sẽ làm trong các 3 ngày tiếp theo. Sau đấy mình sẽ xác định được là một ngày mình dành bao nhiêu thời gian để học, để luyện nói. Đấy, khi mình xác định được như này rồi thì mình sẽ lên kế hoạch cụ thể là ngày mai mình làm gì, ngày kia mình làm gì, và đến cái ngày kia nữa mình làm gì, và tức là những ngày kia nữa thì mình sẽ bắt đầu kiểm tra. Đấy, và nhưng mà mình xác định như này rồi ấy, mình có 3 ngày để ôn thi được Anh, và mình có cho giả dụ là mình có 8 các đi, mình phải phân tích ra nó cụ thể một tí, nó mới kiểu lên kế hoạch, nó không bị ấy được, nó không bị kiểu mấy lúc mình lười ấy, mình kiểu nó sẽ không học mấy ngày liên tiếp, mình không học luôn. Cho nên mình viết ra cái cần làm 8 các đúng không, cho là 8 các nhá, mà trong 3 ngày thì mỗi ngày mình phải học mấy các? 3 các, mỗi ngày học 3 các, mỗi ngày học 3 các, 3 các thì sau đấy là trung bình thì mỗi ngày học 3 các, rồi mỗi ngày học 3 các thì mình có thể chia ra là sáng, trưa, tối, đấy, mỗi buổi 1 các. Mỗi buổi một cát, và như thế thì mình sẽ học được 8 cát. Và khi mà mỗi buổi một cát ấy, thì một cái cát mình học trung bình, nếu như mà mày học lâu quá thì mày cũng mất khoảng 1 tiếng đúng không, thì mỗi ngày mình dành 1 tiếng để học, đơn giản mà. Lúc học 30 phút là xong, còn những cái cát ngắn mình học 30 phút là xong. Đấy là cái cách mà mày đặt mục tiêu. Ví dụ bây giờ mày muốn học lập bình C đi, đầu tiên là xác định là thời gian mình có thể học được. Thì tao nghĩ với mày thì chỉ cần 1 tháng thôi.
À, đấy, mình phải có cái số cụ thể, ví dụ là mình muốn được 6,5 điểm này. 6,5 điểm này. Và có một tháng này. Thì mình học được lập trình C. Học được lập trình C thì mình sẽ có cái mục tiêu này. Tức là mình sẽ có thể nhập xuất mạng, hay là mình đề bài trong cái môn lập trình C. Nhập xuất mạng này. Đấy. Nói chung là cứ viết các công việc mình cần làm ra, mình chia đều ra, đấy mình phải chia đều ra nữa, mà mình dồn vào một cái, mình dồn vào một buổi mình học ba các ấy, nó sẽ chán, chán người ngày mai là chán, ngày kia chán, ngồi lướt Facebook, lướt TikTok thì không làm được, đúng không? Công nhận không? Đấy, thì với lại là đôi lúc mình có việc gì bận, việc nhà hay là việc xe thì mình cứ làm thôi. Đấy, học cứ thoải mãi lên, đừng có kiểu mà à bây giờ mình thì lốt môn này mình muốn học nội tiếng nhanh thì thôi không có đâu, lỗi không có, mình phải kiểu từ từ, cứ từ từ đấy, như lúc đầu bây giờ hôm nay học thế thôi, hôm nay học thế thôi, học đơn giản thế thôi, đầu lúc đầu nó phải cho cái cảm giác nó thoải mái tí mình còn mới có hứng học, như kiểu học lập trình C hôm qua mình cũng học như thế thôi, thì hôm nay đến tối mày cũng phải ôn lại một tí, đến tối nhớ ôn lại một tí nha, một tí thôi, một tí cũng được. Nói luôn là một tí, là ôm một tí, đấy, ngay ôm tí, sau dần dần nó là lớn đấy. Tao thì học, cách học của tao thì cứ 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 học luôn đi, một một ngày tao nói một cái, có nhiều cái quá tao cũng không nhớ cái nào để nói, hôm nay thì nói thế này thôi, đấy, cho nên là bài tập về nhà là hôm nay mày phải học được cái các, tao hôm nay mới chỉ học các một nha, được chưa? Thế là bây giờ mày sẽ lên cái kế hoạch tối nay mình sẽ học cái các hôm nay tao với mày đang nói tự học nhá. Ok, tự học. Mày này khoảng 15 phút thôi, nói chung là nhiều thời gian, dịch này nhiều thời gian. Cho mày lướt Facebook, lướt TikTok thoải mái không sao. Ngày nào nói chung mình thích thì mình làm thôi, nhưng mà cũng không không được là mình nằm ì cả ngày mình xem đó nha, đôi lúc mình học xong thì mình có thể giải chi tiết đấy, thì bây giờ là nhớ là buổi tối là học tiếng Anh ôn qua rồi, bây giờ chắc cũng nhớ sương sương rồi, buổi tối thì nói nhanh của ông có nói nhanh của ông không, nói nhanh không thì buổi tối nhá, học tiếng Anh sơ qua này thì chắc là mày ăn cơm thì mấy giờ? Ăn cơm lúc 7 giờ hoặc là 8 giờ. Mấy giờ xong? Nói chung là Mấy giờ xong? Hơn 9 giờ tao mới lên. Hơn 9 giờ đến đi học, mấy giờ ngủ? 9 giờ mới lên. Mấy giờ ngủ? Bây giờ thì tao 10 giờ ngủ, 6 giờ dậy. 10 giờ ngủ á? Ừ. 10 giờ ngủ thế thì học gì nữa? Một tiếng. Rồi học một tiếng thế thì cũng được rồi. Thế là cũng nói là tao mà như thế là tao một tiếng học được tí, học làm gì, còn mày học được thì học đấy, thì bây giờ là 9 giờ thì mày đang học, 10 giờ mày đi ngủ đúng không? Tiếng đấy, một tiếng này chia ra 30 phút học được anh, không thuộc thì thôi, không thuộc kệ mai học, tại vì mày 10 giờ ngủ mà, được chưa? Thì là gì nhỉ? Học 30 phút ôn qua tiếng Anh nha, cố gắng thuộc được thì tốt, không thuộc được thì thôi. Sau đấy là 15 phút ôn qua là bình si, tối gửi bài cho tao nha. Nhập xuất mạng. Bài gì? Mày có giao đâu. Nhập xuất mạng thôi. Lại gửi tiếp nhập xuất mạng tiếp ạ? Cứ làm cho quen, lúc nào mà mày kiểu mày không phải nhìn lại giống mày. Mày cót một phát mày từ bấm liền tu lý luôn là được. Nhiều thì nhớ nhiều, làm ít thì nhớ ít. Đấy tốt. Còn 15 phút nữa cho mày lướt tay, mày lướt TikTok sau đấy ngủ. 10 giờ ngủ. Đấy, cho đều ra đấy nó hợp lý không? Thì 10 giờ ngủ. Theo tao thì 10 giờ ngủ thì 5 giờ dậy. Mà muộn 5 giờ dậy thì 5 giờ á? Còn mà 10 giờ ngủ ấy, thì 6 giờ dậy cũng được, như thế là ngủ đủ 8 tiếng. Nhưng mà 6 giờ dậy cũng là sớm. Nhưng mà cố gắng là dậy sớm hơn để mình, tại vì như nhỉ, mình học mình cần phải học nhiều mà, cho nên là mình phải dậy sớm. 5 giờ dậy.
mình còn phải luyện tiếng Anh nhiều này, mình còn phải học lập trình C này, lập trình C để sau mày còn học cái môn vi xử lý, là học nhiều cái môn khác nữa, hiểu không? Có cái lập trình C là cơ bản đấy, cố gắng mà học lập trình C vào, không hiểu thì hỏi tao, chưa? Thứ hai là đấy, cố gắng là 5 giờ dậy đấy, còn bình thường tao 10 giờ tao phải 4 giờ dậy. Nếu như mày mày muốn thì nói với tao thì tao sẽ kêu dậy. Bây giờ cứ 6 giờ dậy đi, lúc đầu chưa quen được 5 giờ dậy đâu. Sau 6 giờ dậy nhá, bây giờ là từ hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 này. Bình thường tao đặt mục tiêu là hôm nay ngày mùng 2 tháng 8 thôi. Thì cho một tuần đầu là mày dậy 6 giờ đi. Đầu là tức là hôm nay mùng 2 tháng 8 tức là thứ hai đầu tuần. Thì đến cuối tuần là ngày mấy đây, ngày mùng 8 thì bắt đầu từ ngày mùng 9. 9 tháng 8 mày phải dậy từ 5 dậy từ 5 giờ. rưỡi, 5 rưỡi, từ từ thôi. Cái gì cũng phải từ từ. Cũng phải kể từ 5 rưỡi là từ tuần thứ hai, tuần thứ ba là 5, 5 giờ 15 dậy. Tuần thứ tư tức là sau một tháng mày phải dậy từ 5 giờ. Được chưa? Nếu như mà tao không phải bắt buộc mày đâu, nói chung mày chọn như nào thì chọn tao, mày thích như nào thì tao 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 như thế. Tức là mày muốn dậy sớm thì bảo, còn không dậy sớm được thì 6 giờ dậy cũng được, thích như nào đấy. Đấy là cái mà đấy là tức là một tuần đầu thì là 6 giờ dậy, tuần thứ hai là 5 giờ, tuần thứ ba là 5 giờ 15, tuần thứ tư tức là sau một tháng rồi mình dậy từ 5 giờ, được chưa? Nhưng mà với mày thì tao khuyên làm nên để sớm để mình học lập trình C với học tiếng Anh hai cái đấy, được chưa? Cố hè này nhá, hè này tức là xong cái hè này mày đặt mục tiêu, nói chung là phải phải mục tiêu nhiều, đặt mục tiêu nhiều. Hôm nay sau mình chia sẻ hai tiếp. tao thấy sợ kiểu thôi không sao hay mà. Ok, kiểu mình phải đặt mục tiêu nhiều ấy, tức là đặt mục tiêu tháng này lúc, tại vì mày là mấy hôm nay mày cũng bảo tao là tao một thay đổi thì bây giờ tao chỉ trong cái phạm vi là tháng thôi, tại vì mày cần phải học được từ giờ thì tức là trong phạm vi tháng là mày phải học được cái cơ bản là tiếng Anh với là tiếng C. Bây giờ là năm hai rồi, chuẩn bị đến năm ba thì học được hai cái hè này, tức là kỳ hè này kết thúc cho là cũng đến tháng 9 ý, tức là mày vẫn còn một tháng nữa đấy, một tháng đấy mày cố gắng kiên trì một tí để học được cái tiếng Anh với tập tiếng Trung, nói chung chỉ có một tháng này thôi, còn mấy tháng sau cho mày chơi, nói chung thoải mái, có tao nhắc thì cũng không sao, nói chung là có người mà giúp ấy, có người mà nói thì nó dễ, còn kiểu mà mình đi một mình khó lắm. Thế là mấy cái tao học được trong trong cái anh đấy đấy, với cả mà bây giờ là một tháng rồi đấy nhá, nhớ là nhớ đến tối viết nha, tối phải gửi chúng tao đấy, là tức là một tháng này mày phải đặt mục tiêu là phải dậy sớm để mình có thể học lập trình C, học tiếng Anh, hai cái mục tiêu đơn giản đó, được chưa? Mày có thể qua được anh là không phải lo qua được anh thì đỡ phải mình lo là mình à mình tiêu tiền cũng được, mình phải thật tiếng Anh, được chưa? Đấy, mình có thể qua tiếng Anh. Hai là lập trình C là cái đấy là cơ bản để mình có thể mình học tốt các môn năm ba. Năm ba muốn học bổng thì mình lại đặt mục tiêu là được học bổng, và muốn được học bổng thì phải làm gì, thì phải nhờ thằng Dũng, hiểu không? À, thầy Dũng. À đấy rồi đấy, cứ đặt mục tiêu cho mình phải đặt mục tiêu nhiều, đặt mục tiêu nhiều thì có gì thì mỗi ngày nếu hoặc là 3 giờ chiều này ở Zoom hoặc là 1 giờ chiều ở Zoom thì mỗi ngày thì sẽ chia sẻ từ cái, nói chung có nhiều cái cũng chưa, nhiều cái quá cũng không nhớ được, không nói được, không chưa 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 chưa, chưa nhớ được thì nói thế thôi nha. Bây giờ nhớ phải làm gì chưa, nói xem nào. Lập mục tiêu, viết nhập suất mạng của lập trình C, mình đọc lại các một, ok, đúng Đấy là mục tiêu ngày, còn mục tiêu tháng mà. thì tối lập mục tiêu tháng gửi cho mày còn gì? Đấy là mục tiêu ngày hôm nay, mục tiêu tháng là lập đi được cơ bản, thứ hai là tiếng Lập trình Anh. C cơ bản, Tiếng Anh cũng được cơ tiếng bản. Anh hai. Được chưa? Còn cái gì nữa nhỉ? Nói chung là mày có nhiều thời gian không? Mày có nhiều thời gian không để tao sắp xếp luôn? Ừ, cũng có nhiều đấy. Có nhiều thì nay là phải nghĩ như này, là phải thay đổi cái cách nghĩ đi.
tức là mình cũng đừng có dành nhiều thời gian để mà mình lướt Facebook hay là mình lướt TikTok gì đấy, được chưa? Vì cái lướt cái đấy cũng không có gì đâu, mày nghĩ mà xem được gì không? Ừ, nói như thế thì dễ nhưng mà để bỏ phải khó. Thì có một cái chơi thì vẫn chơi cái lúc thôi, được chơi thì vẫn chơi, tức là những cái lúc mà mình muốn lướt Facebook, mình muốn lướt TikTok, nhưng mà tức là kiểu là có một thằng là mình sẽ có một thằng sẽ bảo em mày là à chơi đi, còn có một thằng là bảo à học đi. Thì thường cái thằng chơi đi nó sẽ thắng cái thằng học đi, đúng không? Cái thằng chơi đi nó sẽ thắng thằng học đi, đúng không? Tức là mày sẽ chơi Facebook chưa? Thế thì sao mà những cái lúc mà như thế thì mày cho cái thằng chơi đi nó thắng, tức là mày vẫn chơi Facebook, chơi Facebook, nhưng mà phải mày phải cho cái thằng học đi xen vào, tức là mày vừa chơi mày vừa nghĩ là à bây giờ mà mình chơi như thế thì có được gì không, rồi nghĩ đến bố mẹ này, được chưa? Bây giờ có được gì không? À, tao thì tao mà cái lúc như thế thì tao phải nói một câu là à thôi thì chịu khó học một tí, lần nữa chơi thì ôi phê quá, mày thử mà xem học xong mà chơi phê luôn, đúng không? Mà là nó là có nhiều thời gian đấy, cho nên là còn nhiều cái nữa, còn nhiều cái đó. Bây giờ mà mày gọi là bây giờ mà để tao mà nói thì gọi là, Mà đi. nói chung là từng ngày học một từng tí được chưa? Đấy thì vậy thôi. Thế nha, hôm nay Chưa học biết nhắn hay. tao bây giờ tập thể dục. Bây giờ mới 4 rưỡi rồi. Thì đấy, từng ngày tao sẽ nói từng cái, nói là có cái gì. Thì bây giờ ấy, cứ cứ cố gắng là học tiếng Anh với tập tiếng C đi. Còn muốn học bổng thì cứ học kỳ một lại lại bảo, được chưa? Và chúng ta cũng cũng bận lắm, nhiều việc khá lắm. Mỗi ngày dành ra ít tiếng này cũng được. Bây giờ nhiều việc để làm. Tao tao mày đang bận à? Không, mấy nay cũng tao lại ngay chuẩn bị bận rồi. Tại vì chuẩn bị học tiếng Anh này rồi. Học tiếng Anh rồi chuẩn bị học có nhiều cái lắm nhưng mà chưa có tiền. Sẽ chưa tiền. Chuẩn bị nộp học phí học ra để đăng ký học kỳ mới này. Dịch này thì lấy tiền đâu ra? Đang đi làm support. Okay. Thế thôi nha. Nhớ là đến tối là đây này. Đến tối mình học một cách, sau đấy mình sẽ viết lại cái bài lập trình C của ta. Hay là mình sẽ viết cái mục tiêu mình cần gì. Đến tối gửi nha, nhớ nha. Thôi nha.